Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cách tăng bộ nhớ lưu trữ điện thoại lên tới là 1024GB. Bình thường Google Drive nó chỉ cho mình 15GB miễn phí thôi, nhưng cách này mình sẽ có tới là 1024GB miễn phí, gấp hơn 68 lần bên Google Drive. Để có được 1024GB miễn phí, đầu tiên mình vào Shopify này. Mình sẽ gõ cái từ khóa là Dubox như thế này. Tiếp theo mình sẽ bấm cài đặt ứng dụng này. Nhận 1024GB này, bộ nhớ đám mây miễn phí nè. Mình chờ trong giây lát. Sau khi cài đặt xong, bấm mã vào ứng dụng. Bấm chấp nhận. Và mình sẽ đăng nhập một tài khoản. Có hai cách, một là các bạn đăng nhập bằng tài khoản Facebook, hai là các bạn đăng nhập bằng tài khoản Google. Ví dụ ở đây mình sẽ đăng nhập bằng tài khoản Google nè. Còn nếu các bạn muốn đồng bộ tự động thì các bạn chọn vào cái dòng chữ xanh. Còn không, các bạn bấm vào cái dòng chữ dưới nè, Admin Letter nè. Ví dụ bây giờ mình muốn upload một file lưu trữ lên cái ứng dụng này thì mình tích chọn vào cái upload nè. Chọn là tài liệu mà các bạn muốn upload, ví dụ như là hình ảnh thì các bạn chọn photo, video thì chọn video nè, nhạc, tài liệu khác tùy theo các bạn chọn. Ví dụ đây mình sẽ lưu một bức ảnh nè. Ví dụ đây mình sẽ chọn ảnh này. Sau đó bấm upload. Như vậy là bức ảnh này đã được lưu trên ứng dụng này nè. Hình ảnh rất rõ nét. Ví dụ mình muốn lưu trữ một video nữa lên cái ứng dụng này, tích chọn vào video nè. Bấm vào chữ upload video nè. Và mình chọn cái video mình muốn upload lên nè. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn video này. Bấm upload. Và tốc độ upload của nó cũng rất là nhanh. Như vậy là sao nè, mình có thể là xem video trực tiếp trên ứng dụng này nè. Để gọn gàng và dễ tìm kiếm, nếu nhiều dữ liệu cùng lưu trên cái ứng dụng này thì mình có thể là tạo thư mục riêng. Để tạo thư mục riêng thì mình tích chọn vào chỗ cộng này. Sau đó mình chọn vào chữ New Folder nè. Mình đặt tên bất kỳ tùy theo dữ liệu, ví dụ đặt có thư mục ảnh nè, để lưu ảnh. Hay là mình đặt một cái thư mục nó là video nè, để mình lưu video. Và bây giờ mình sẽ di chuyển cái bức ảnh này vào thư mục ảnh á, thì mình tích chọn bức ảnh nè. Tiếp tục mình tích vào chữ More nè, bên có phải mình nè, chọn vào chữ là Mover nè. Tiếp tục mình chọn thư mục ảnh nè. Như vậy là bức ảnh này đã được lưu vào thư mục nè. Và video cũng vậy nè, tích chọn video nè. Còn nếu các bạn muốn dữ liệu nó tự động siêu lưu lên cái ứng dụng này thì mình kích hoạt cái tính năng này lên nè. Và các bạn yên tâm khi lưu dữ liệu trên ứng dụng này không lo bị mất. Ví dụ nè, bây giờ mình xóa ứng dụng này đi, bấm gỡ nè. Muốn lấy lại dữ liệu đã lưu trên ứng dụng này thì mình chỉ cần vào Shopify mình tải lại ứng dụng. Cái đoạn này mình sẽ tua nhanh. Và để lấy lại hình ảnh, video, tài liệu lưu trên ứng dụng này thì mình chỉ cần đăng nhập đúng cái tài khoản lúc trước mình đã đăng nhập trên cái tài khoản Dubox này. Ví dụ lúc nãy mình đăng nhập cái tài khoản Google này. Khi mình đăng nhập đúng cái tài khoản mình đã đăng nhập trên cái ứng dụng này thì những cái dữ liệu mình sẽ lấy lại được. Nó sẽ không bị mất đi. Cái ứng dụng này nó cũng giống như Google Drive, nhưng dữ liệu nó cho mình lớn hơn rất nhiều. Lớn hơn là hơn 68 lần bên Google Drive. Cách tăng dung lượng lưu trữ cho điện thoại như thế này rất hay và rất hữu ích. Các bạn có thể là tải về và trải nghiệm vì ứng dụng này nó miễn phí hoàn toàn. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả các bạn.